Trân mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại chia sẻ về cái đống trần thạch cao nha các bạn. Thì cái trần thạch cao này lúc trước đã cũ rồi, người ta sẽ đóng lại trần thạch cao mới. Ở trên này là trần thiệt nha, còn này đang mấy anh thợ đang đóng là trần thạch cao. Thì cái khung thì mình đóng cũng không thay đổi nha, nhưng mà mình chỉ hạ lại xuống cho nó thấp lại, chứ mình đi cái kiểu chính giữa này thôi, chứ thật sự thì nó cũng giống nhau thôi. Thì ở đây thì đóng cái trần thạch cao này mình đổ tấm về thì đóng chắc chắn nha, dài toàn bộ khung dính trực dính tường hết nha. Đây đây là khung trần, khung sườn là dính tường, là phòng thạch cao chống ẩm, siêu chống ẩm nha. Đây dính tường siêu chịu ẩm luôn, còn chống ẩm thì mình không biết, mình nói là siêu chống ẩm nhưng mà này là siêu chịu ẩm. À. Thì một lát nữa mấy anh thợ này ảnh có lên khung sườn rồi mình sẽ quay lại tiếp cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì này anh mới có đánh đóng cái thòng của cái trần hợp á, này mình không xài cần hở.